เจอไงเนี่ยอุ้ยใช่ตรวจของมันเดี๋ยวเนี่ยตรวจอยู่กับสัตว์เราอะไรซินชาวตอนเถอะก็แง้มเนี่ยเถอะได้รับแค่แทงกว่ากูบวชที่ทำใบกำเกียงเลยได้เดิมบอกแอมโชนบักม้าเลยไอ้ชี้แสดแง้มแก๊กแดงแง้มกว่าเลยแทงกว่าได้วันไหนเถอะชักต่ำของเสาใบละไอ้โชนกว่าลำในคุณไปต่อเด็กใครไก่อันฟอกกะมวยโบนแง้มเนี่ยโอเคเจอไงเจอไงไม่รู้กันไหนกันดึกคือกันไกลกดมึงใจถังอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวกวนมักให้ดึกไกลไหนหรอดีได้นะเชื่อง่ายต่อครับต่อเงี้ยกายเงี้ยมันกันไกลสับมันจนเชือกไงกันอะไรใหญ่ไม่ต้องดัดไม้ไกลเงี้ยไกลจอยเงี้ยมแตกเกลือนmày thì gỡ đơn giản không nói chung là có kinh nghiệm đánh rồi thì nó dễ lắm anh em giờ vào triển khai là bắt thôi anh em cuốn ác lắm anh ạ ok ok anh ạ đấy, xong rồi bây giờ bỏ bao thôi để đi tiếp tục đi thăm cái cạn tiếp theo anh em nhébẫy cuối cùng rồi anh em ơi, cái hố này thì thấy sập cạn rồi nhưng mà không biết được con gì không. Ui, khả năng là sổng rồi anh em ạ. Chết rồi. Nó cắn nát hết một vùng này. Không có cầy đâu. Thang nó giật mất cạn đi rồi anh em ạ. Không có người điện này. Ui đây. Ui giời, thì giật mình, con chuột anh em ạ. Ồ, dã man luônUi giời con chuột này anh em. Tha luôn cả dây đi. Hôm qua buộc vào cành kia nó không chắc, buộc nó cắn nát hết chỗ này anh em. Đây con chuột này. Quá là khủng luôn. Con này phải đến gần 1 kg luôn anh em. Đây này. To chưa? À, được 2 con anh em ạ. Rồi bây giờ xuống dưới kia thì quay cái thành quả cho anh em cùng xem nhé. Đấy tập kết rồi anh em này. Đấy thì tổng kết đây.Đánh có 5 cái cạm thôi, làm một đôi rồi. Con này vẫn khỏe lắm anh em. Nên giá bán của nó hiện tại là 500.000 đồng trên 1 cân. Con trồn này. Cho hai con là cắn nhau tí thôi. Chơi này anh em. Ui. Này. Chuột không ăn được anh em. Chuột tự nó cắn được nào. À, anh em nào có nhu cầu mua cạm nhé. Thì anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại để ở góc màn hình video ấy.Đấy, bên cơ sở nhà em là bán tất cả những cái mẫu cạm kiềng để đánh ưu điểm cho anh em luôn. Còn anh em nào mà đam mê bẫy thú rừng thì xem được cái video này thì đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em những cái video lần sau.